Chiều 28 tháng 7, nhà vô địch V-League 2023 đã chính thức trình làng tân binh Nguyễn Văn Đức. Thông báo trên trang fanpage chính thức của đội bóng ngành công an ghi rõ. Hậu vệ Nguyễn Văn Đức chính thức ra mắt câu lạc bộ Công an Hà Nội. Hậu vệ người Thái Bình vừa có mùa giải ấn tượng và được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu V-League năm 2023-2024. Anh sẽ là sự bổ sung chất lượng nơi hàng phòng ngự câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cùng đón chờ hành trình sắp tới của Văn Đức trong màu áo đội bóng. Nguyễn Văn Đức sinh năm 1996 chơi ở vị trí hậu vệ phải được câu lạc bộ Công an Hà Nội chiêu mộ sau một mùa giải thi đấu ấn tượng tại câu lạc bộ bóng đá Bình Định. Ở mùa giải V-League năm 2023 đến năm 2024 vừa qua, cầu thủ người Thái Bình đã ra sân thi đấu 25 trận. Ấn tượng hơn cả là Văn Đức đã ghi tới 6 bàn và có 4 kiến tạo cho đồng đội dù chơi ở vị trí hậu vệ. Điều này cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công cực tốt của cầu thủ này. Điều đó cũng giúp anh được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu V-League năm 2023 đến năm 2024. Bên cạnh thông báo chiêu mộ Nguyễn Văn Đức, câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng đồng thời nói lời chia tay 5 cầu thủ trẻ trong đội. Đó là Phan Văn Hiếu, Trần Văn Trung, La Nguyễn Bảo Trung, Bùi Ngọc Long và Phạm Gia Hưng. Trong đoạn clip ngắn được chia sẻ trên fanpage cá nhân cùng lời giới thiệu, Voisin đã tới với thủ đô, câu lạc bộ Hà Nội đã chính thức giới thiệu tân binh đầu tiên của mình ở mùa giải năm 2024 đến năm 2025. Đó chính là chân sút tới từ đội bóng hạng nhất Huế, tiền đạo Hồ Thanh Minh. Hồ Thanh Minh sinh năm 2000, phát triển sự nghiệp bóng đá khá muộn khi phải tới năm 17 tuổi anh mới xuống thành phố Huế để thi tuyển bóng đá. Tuy vậy, với tố chất của mình, cùng những sự cần cù và nỗ lực, cầu thủ người dân tộc Tà Ôi đã dần chiếm được vị trí chính thức ở câu lạc bộ Huế. Tháng 8 năm 2020, Hồ Thanh Minh được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam. Tiền đạo này sau đó đã sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng vào lưới U23 Myanmar, giúp U23 Việt Nam đoạt vé dự giải U23 châu Á 2022. Trong năm 2021, anh cũng được huấn luyện viên Park triệu tập lên đội U23 Việt Nam dự SEA Games 31 tại Hà Nội và cùng toàn đội bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở sân chơi khu vực. Với tốc độ, khả năng cán lướt cùng những phẩm chất kỹ thuật của mình, Hồ Thanh Minh hứa hẹn sẽ mang tới cho Hà Nội FC một làn gió mới trên hàng tấn công. Tuy nhiên, bản thân anh cũng cần cố gắng nhiều hơn nếu muốn cạnh tranh vị trí với dàn sao hiện tại của đội bóng thủ đô. Bóng đá Việt Nam, Công an Hà Nội FC chiêu mộ hậu vệ tài năng, Hà Nội FC đón tân binh đầy triển vọng. Chiều 28 tháng 7, câu lạc bộ Công an Hà Nội, Công an Hà Nội FC đã chính thức công bố bản hợp đồng với hậu vệ Nguyễn Văn Đức, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất V-League năm 2023-2024. Văn Đức, sinh năm 1996, được biết đến với khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng và là nhân tố quan trọng góp phần đưa câu lạc bộ Bình Định thi đấu thành công ở mùa giải vừa qua. Bên cạnh đó, Công an Hà Nội FC cũng chia tay 5 cầu thủ trẻ, tạo cơ hội cho những gương mặt mới trưởng thành. Cùng ngày, câu lạc bộ Hà Nội đã chính thức giới thiệu tân binh đầu tiên của mình là tiền đạo Hồ Thanh Minh, cầu thủ đến từ đội bóng hạng nhất Huế. Minh sinh năm 2000, nổi tiếng với tốc độ và khả năng ghi bàn ấn tượng. Anh từng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam và góp phần vào thành công của đội tuyển tại các giải đấu quốc tế. Sự bổ sung của những cầu thủ tài năng như Nguyễn Văn Đức và Hồ Thanh Minh hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho mùa giải năm 2024 đến năm 2025 của hai câu lạc bộ hàng đầu Việt Nam.